Xin chào tất cả anh chị em. Tôi muốn tiếp tục những gì mà một sư tốt đã nói với chúng ta trong một loạt bài tuyệt vời có tên là Gieo Gì. Và tôi phải nói rằng là tôi rất là thích việc giảng dạy. Nhưng mà đặc biệt hôm nay tôi phải nói rằng là tôi thích việc giảng dạy hơn một chút nữa. Bởi vì điều mà tôi sắp chia sẻ với anh chị em đó là mỗi người trong số chúng ta đều đang có những tiềm năng lớn lao để biến đổi cuộc sống của mình. Một trong những điều mà tôi yêu thích trong việc giảng dạy này đó là nhờ đó mà mọi người có thể nhìn thấy khả năng của họ. Bởi vì mỗi người trong số chúng ta ở đây đều có những khả năng vượt trội hơn so với những gì mà chúng ta đang có được. Anh chị em hiểu điều đó không ạ? Tất cả chúng ta đều có những khả năng đó. Bao nhiêu người trong số anh chị em nghĩ rằng có một mức độ cao hơn, một tiêu chuẩn sống cao hơn những gì mà chúng ta đang có ạ? Anh chị em có đồng ý không ạ? Thực ra là nếu mà anh chị em không đồng ý á thì chúng ta có thể tuyên bố rằng là anh chị em đã qua đời và gửi anh chị em về với Chúa Giêsu. Bởi vì vẫn còn nhiều hơn nữa dành cho chúng ta. Nên điều mà tôi rất là hào hứng để chia sẻ với anh chị em hôm nay cũng là lẽ thật ở trong Kinh Thánh. Nó rất là thiết thực và nó cũng rất đơn giản để có thể hiểu được. Đó là tất cả chúng ta ở đây hoặc là tất cả những ai đang xem lại chương trình này ở đâu đi nữa thì mỗi người trong số chúng ta đều sẽ tăng trưởng thêm một chút trong ngày hôm nay và đó là điều mà tôi yêu thích gần đây có một người phụ nữ đến gặp tôi và nói rằng là à, một sư john ơi tôi biết tại sao anh lại thành công và tôi nói rằng là à, hãy nói cho tôi biết vì chính tôi cũng muốn biết điều đó cô ấy nói rằng là à, sau một thời gian tìm hiểu vì sao anh lại thành công thì tôi phát hiện ra rằng anh thành công như vậy là vì anh đã giúp cho những người khác trở nên thành công và đó là sự thật. Đó là những gì mà tôi đã làm. Tôi đã giúp đỡ người khác qua những cuốn sách của tôi, qua những sự giảng dạy của tôi. Tôi đưa mọi người đến nơi mà họ muốn. Tôi tìm thấy họ trước và rồi sau đó tôi đưa họ đến nơi mà họ muốn đến. Và đó là những gì sẽ xảy ra với chúng ta trong ngày hôm nay. Nên anh chị em sẵn sàng để có thể bước lên một mức độ cao hơn. Hãy nhìn sang người bên cạnh và nói với họ rằng là hãy chú ý lắng nghe nha. Bạn sắp lên một mức độ cao hơn. Hãy nói với người bên cạnh của anh chị em điều đó. Hãy chú ý lắng nghe. Và cách mà chúng ta sẽ lên một mức độ cao hơn đó là qua việc trả lời câu hỏi sau đây. Bởi vì nó chính là nền tảng của những điều mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay. Bao nhiêu người trong số anh chị em có thể nói với một sự mạnh dạng cũng như biết chắc và giơ tay lên và nói rằng là Một sự xô nói, tôi tin rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời rộng rãi. Bao nhiêu người trong số anh chị em thực sự tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời rộng rãi. Ngài là một Đức Chúa Trời rộng rãi, đúng không ạ? Anh chị em và tôi giơ tay lên như vậy là bởi vì chúng ta biết rằng Ngài là một đấng vô cùng rộng rãi. Và tôi sẽ dạy anh chị em cách sống rộng rãi để nó có thể trở thành lối sống của anh chị em. Nên chúng ta sẽ bắt đầu bởi việc nhận ra rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời rộng rãi. Đó là nền tảng của chúng ta. Nếu chúng ta không có một Đức Chúa Trời rộng rãi, thì tôi thực sự không có gì để dạy cho anh chị em trong ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta chỉ làm theo những gì mà chúng ta thấy được. Và những gì mà chúng ta thấy trong suốt Kinh Thánh, đó là Đức Chúa Trời là đấng rộng rãi một cách đáng kinh ngạc. Thực tế, anh chị em sẽ nhận được rất là nhiều lễ thật Kinh Thánh trong bài giảng này hơn bất kỳ bài giảng nào trước đây của tôi. Và lý do cho điều đó là vì tôi cần phải đảm bảo rằng anh chị em ý thức được rằng đây không phải là sứ điệp đến từ tôi. Đây không phải là sứ điệp đến từ một sư tốt, mà đây là sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời. Nên tôi sẽ sử dụng rất là nhiều phần kinh thánh để chứng minh cho điều đó. Được không ạ? Anh chị em có thể sẽ bị ngợp vì phải nghe hết câu kinh thánh này tới câu kinh thánh khác. Nhưng mà anh chị em phải hiểu rằng tất cả những gì mà tôi dạy anh chị em hôm nay đều dựa trên kinh thánh, đều đến từ Đức Chúa Trời. Tôi không muốn anh chị em nghĩ rằng tôi đang dạy điều này từ sự khôn ngoan của tôi. Tất cả những gì mà tôi đang làm là truyền đạt lại những gì mà tôi đã được học, được sống và được trải nghiệm từ nơi lời của Chúa. Nên chúng ta hãy mở kinh thánh của mình ra trong thi thiên 105. Kinh thánh nói, Vì Đức giê hô va là thiện, sự nhân từ Ngài hàng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Thi thiên 145, câu số 16. Tôi rất thích câu kinh thánh này. Chúa rộng mở tay Ngài, làm thỏa nguyện mọi loài sinh vật. Đó chính là lẽ thật mà chúng ta có thể tìm thấy khắp nơi ở trong kinh thánh. Trong phục truyền, chương số 15 và câu số 10, Đức Chúa Trời rộng rãi này bắt đầu nói với chúng ta về lối sống mà chúng ta cần phải sống. Kinh Thánh nói, anh em hãy sẵn lòng giúp đỡ họ, đừng làm cách miễn cưỡng mà chúng ta đáp ứng với những vấn đề như thế này tác động tới Đức Chúa Trời. Đây là một tuyên bố rất là quyền năng, anh chị em. Cách mà chúng ta đáp ứng với những vấn đề như thế này tác động tới Đức Chúa Trời. Vì nhờ vậy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho mọi công việc và mọi công trình của anh em. Vậy nên tôi truyền dặn anh em rằng hãy mở rộng bàn tay giúp đỡ người tốn thiếu, nghèo khó trong xứ anh em, Nói cách khác, hãy rộng rãi, hãy rộng rãi với tiền bạc của anh chị em, hãy rộng rãi với đôi tay của anh chị em, với công việc của anh chị em, với những điều anh chị em làm. Nói cách khác, hãy trở nên rộng rãi. Nhưng cách chúng ta đáp ứng với những vấn đề như thế này tác động tới Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là gì ạ? Tác động tới Đức Chúa Trời là sao? Nói cách khác, Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta đáp ứng với các phước lành mà Ngài ban cho chúng ta. Khi chúng ta đáp ứng theo như bản chất của Ngài, với một tấm lòng rộng rãi và một bàn tay giúp đỡ. Khi mà chúng ta đáp ứng như vậy thì Ngài sẽ đáp ứng lại với chúng ta. Điều đó tác động đến Ngài. Nói cách khác Chúa nói, ah, ta thấy điều đó, ta thấy cách con ban ra các phước lành, ta thấy cách con hiểu rằng cuộc đời của con là một dòng sông chứ không phải là một hồ chứa và khoảnh khắc mà Ngài nhìn thấy điều đó trong cuộc đời của mỗi chúng ta thì điều đó tác động tới Ngài. Và Ngài sẽ đáp lại, thậm chí Ngài còn ban phước dư dật hơn trên đời sống của chúng ta nhiều hơn mức mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Có thể nói, chúng ta có một cái sẻn. Khi chúng ta nhận được những phước lành từ Ngài ban cho chúng ta, và chúng ta dùng cái sẻn của mình để chia sẻ những điều đó cho người khác, thì Ngài sẽ từ trên trời nhìn xuống và thấy chúng ta đang dùng cái sẻn của mình. Và Ngài nói, ta sẽ ban ơn nhiều hơn nữa cho người này. Nhưng mà sự khác biệt là cái sẻn của Ngài thì lớn hơn cái sẻn của chúng ta rất là nhiều. Có thể nói cái xe của chúng ta giống như một cái xẻng đồ chơi, còn của Đức Chúa Trời thì giống như là cả một chiếc xe tải đổ cát. Khi ngài thấy chúng ta làm điều đó thì điều đó tác động tới ngài, điều đó mang lại niềm vui rất là lớn cho ngài. Và ngài nói, ta sẽ đáp ứng lại với điều đó. Ta thấy những gì các con đang làm nên ta sẽ ban phước cho con nhiều hơn nữa. Anh chị em biết không, khi mà còn nhỏ đó thì chúng tôi thường xuyên được cha mẹ dạy dỗ về trách nhiệm quản lý. Và chúng tôi hiểu về sự rộng rãi và chúng tôi biết rằng là mình cần phải sống một cách rộng rãi. Chúng tôi được dạy về trật tự trong việc quản lý tiền bạc ngay từ khi còn nhỏ. Chúng tôi được dạy rằng bất kỳ khi nào mà chúng tôi nhận được một khoản tiền nào đó, thì chúng tôi cần phải biệt riêng ra một phần mười để dâng cho Chúa. Và lý do chúng tôi được dạy như vậy là vì cha mẹ tôi nói rằng đó là phần đầu tiên và nó phải thuộc về Chúa. Nên mỗi khi chúng tôi nhận được 10 đồng tiền tiêu vặt, thì chúng tôi sẽ để riêng ra một đồng để đến Chủ nhật chúng tôi có thể dâng cho Ngài. Và một ngày nọ, thì anh trai của tôi thay vì nhận được một đồng, thì anh ấy nhận được tới tận 3 đồng. Và cha chúng tôi hỏi rằng là, con sẽ làm gì với hai đồng còn lại? Anh ấy nói rằng là, ồ, oh, con sẽ dâng nó cho Chúa trong tuần này, bởi vì Chúa đã rất là tốt với con. À, lúc đó anh ấy chỉ mới có 8 tuổi mà thôi anh chị em. nên anh chị em và tôi chúng ta có một sự lựa chọn và sự lựa chọn đó của chúng ta sẽ quyết định toàn bộ cuộc sống của chúng ta xem chúng ta sẽ sống trong sự dư dật hay trong sự thiếu thốn. Nhân tiện, đó là sự lựa chọn của chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ rằng Ngài là một Đức Chúa Trời rộng rãi. Chúng ta có một Đức Chúa Trời thực sự rất là rộng rãi. Nếu anh chị em muốn thấy một nghịch lý thì đó chính là hình ảnh của một đứa chúa trời rộng rãi hào phóng và một cơ đốc nhân hẹp hòi keo kiệt hai hình ảnh đó chẳng phù hợp với nhau chút nào cả anh chị em ơi tôi có một người bạn nhưng mà đó không phải là một người bạn ở trong chúa đó là một doanh nhân một hôm thì anh ấy đến với tôi và nói rằng là à, John Hầu hết mọi người trong cuộc sống, họ sống với hai bàn tay nắm chặt như thế này. Và anh ấy nói rằng là, đó là điều mà tôi đã phát hiện ra nè. Anh ấy thậm chí vẫn chưa phải là một người tin Chúa, nhưng mà anh ấy đã hiểu các nguyên tắc của Kinh Thánh. Anh ấy nói, đây là những gì mà tôi biết. Nếu tôi nắm chặt bàn tay của mình lại, thì tôi sẽ không mất những gì mà tôi có. Nhưng mà tôi cũng sẽ không thể mở ra để có thể nhận được những gì mà tôi có thể có. Và tôi đã chứng kiến mọi người sống với tư duy thiếu thốn như vậy và tin tốt là anh chị em đã có mọi thứ để có thể bắt đầu nhưng mà anh chị em sẽ không bao giờ có thể có thêm nữa nếu anh chị em cứ tiếp tục sống trong một thế giới thiếu thốn như vậy đó là thế giới nói rằng tôi sẽ giữ chặt lấy những gì thuộc về tôi nếu anh chị em sống trong thế giới đó thì tôi nói với anh chị em đó là một thế giới có thật và nó rất là thật nếu anh chị em sống với tư duy thiếu thốn như vậy thì anh chị em sẽ nhận lấy sự thiếu thốn cũng vậy khi anh chị em thấy ai đó sống với tư duy thịnh vượng, họ sẽ rất là thịnh vượng trong cuộc sống. Và anh chị em sẽ thắc mắc rằng là làm sao mà họ lại có thể có thật là nhiều và được ban phước dư dật như thế? Câu trả lời rất là đơn giản. Đó là chúng ta chọn thế giới mà chúng ta sống. Và cho dù đó là thế giới của sự thịnh vượng hay là thế giới của sự thiếu thốn, thì đó cũng là một thế giới có thật, chứ không phải là một thế giới không có thật nên uh, tôi đang thực sự rất là phấn khởi tôi sẽ mở khóa nhiều lẽ thật từ trong kinh thánh cho anh chị em và anh chị em sẽ thấy được những điều đó tôi hứa với anh chị em là trong thời gian còn lại của bài học ngày hôm nay anh chị em sẽ hiểu hơn rất nhiều về thế giới này anh chị em sẽ biết mình nên chọn điều gì sau buổi nhóm này anh chị em hãy đưa ra sự lựa chọn cho chính mình rằng đây sẽ là con người của tôi đây là điều mà tôi chọn và đây là những gì mà tôi sẽ làm nên một lối sống rộng rãi bao gồm năm điều sau đây. Thứ nhất, chúng ta phải biết cách đón nhận. Chúng ta phải biết nói có với những cơ hội trong cuộc sống. Philip chương số 4, câu số 8 và câu số 9. Đây chính là phân đoạn mà tôi đã dùng để viết ra cuốn sách đầu tiên của mình với tiêu đề là Hãy nghĩ về những điều này. Đó là cuốn sách đầu tiên của tôi. Tôi khuyên anh chị em không nên mua nó vì thành thật mà nói thì nó không được tốt lắm và không có nhiều điều để học ở trong đó. Anh chị em biết không ạ? không có gì chúng ta làm ngay từ lúc đầu là tốt liền. thực ra mà nói thì tôi cũng không quá tốt ở lần thứ hai hay là lần thứ ba. nhưng mà mãi đến lần thứ bảy thì tôi mới tốt hơn được một chút. bởi vì lúc đó thì tôi đã có khá nhiều thời gian để tập luyện ở trong việc viết sách như vậy. được rồi, chúng ta hãy xem kinh thánh nói gì ở đây. cuối cùng, thưa anh em, hãy điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương. Nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Vâng, đó là lối sống biết cách đón nhận, biết cách nói có với những cơ hội. Ở đây, Sư Đồ Phaolô dạy chúng ta rằng, chúng ta cần phải tập trung suy nghĩ về những điều tốt đẹp. Đừng bỏ lỡ điều này nha. Hãy chọn những điều tốt. Đó là sự lựa chọn của anh chị em. Anh chị em được quyền quyết định. Anh chị em có thể chọn lựa nên việc chọn điều tốt hay chọn điều xấu đều hoàn toàn phụ thuộc vào anh chị em chúng ta cần phải chọn suy nghĩ về những điều tốt đẹp sau đó chúng ta cần phải lấp đầy tâm trí của mình bằng những điều tốt đẹp đó và suy nghĩ về những điều đó đó là ba điều mà chúng ta cần phải làm chúng ta cần phải chọn những gì mình sẽ suy nghĩ lấp đầy tâm trí của mình với những suy nghĩ đó và chúng ta sẽ bắt đầu suy ngẫm về những điều đó suy ngẫm cho đến khi chúng ta có thể hành động theo những điều đó đó là lúc chúng ta sẽ trở thành người mà tôi gọi là người dám nói có. Và khi anh chị em chúng ta trở thành người dám nói có như vậy thì anh chị em sẽ bắt đầu trở nên điều mà Kinh Thánh gọi là sự thịnh vượng. Hãy tin tôi đi anh chị em ơi, tôi là John và tôi là bạn của anh chị em. Hãy tin tôi đi. Ngoài việc chia sẻ về đức tin và đó luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi, ngoài việc chia sẻ về đức tin của mình nếu tôi có cơ hội được nói chuyện với anh chị em trong vòng khoảng 30 phút thì điều mà tôi muốn nói với anh chị em nhiều nhất đó chính là về cách mà anh chị em suy nghĩ. Bởi vì cách mà anh chị em suy nghĩ sẽ chi phối thế giới mà anh chị em nhận được. Đó là một lẽ thật tuyệt đối. Đó là một điều hoàn toàn chính xác. Lẽ thật này ở trong kinh thánh đã được chứng minh qua cuộc đời của rất là nhiều người. Có một khoảng cách rất lớn giữa những người thành công và những người không thành công. Thực tế tôi hiếm khi làm điều này, nhưng mà tôi sẽ tặng cho anh chị em một cuốn sách. Nó không có ở đây hôm nay. Nó ở trên Amazon. Amazon là một công ty bán sách rất là lớn và họ đã rất là tốt với tôi. Tôi ở trong danh sách những người có sách bán chạy nhất của họ. Họ gọi đó là Hall of Fame. Và điều đó có nghĩa là tôi thích họ và họ cũng thích tôi. Và cuốn sách đó có tên là Cách người thành công suy nghĩ. Trong uh, cuốn sách đó, tôi cung cấp cho anh chị em 11 thói quen tư duy của những người thành công mà những người không thành công không có. Đó là một cuốn sách của sự tương phản. Nếu anh chị em muốn thành công, hãy nghĩ về 11 điều này, với 11 thói quen này. Và nếu anh chị em muốn sống trong sự thiếu thốn cả đời, hoặc là về cơ bản chỉ muốn sống cho qua ngày mà thôi á thì trong cuốn sách đó cũng có cả 11 thói quen của những người có tư duy thất bại. Đó là cuốn sách Cách người thành công suy nghĩ. Đây là điều mà tôi đã nhận ra. Trong một thời gian dài, tôi là một người hay nói có. Tôi không chỉ là một người hay nói có mà còn là một lãnh đạo hay nói có. Cách đây nhiều nhiều năm về trước, khi McDonald mới mở cửa đó thì tôi và vợ tôi là Margaret đang hẹn hò với nhau, lúc đó chưa cưới. Bây giờ thì chúng tôi đã kết hôn được 54 năm rồi thế là chúng tôi hẹn hò với nhau ở McDonald's. Tôi đi gọi đồ ăn. Vợ của tôi thích uống Coca không đường nên tôi đã gọi một Coca không đường. Nhưng mà nhân viên bán hàng thì nói rằng là um, tôi 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 rất là xin lỗi. Cô ấy nhìn vào menu của cửa hàng và nói rằng là à, chúng tôi không có Coca không đường. Thế nên tôi hỏi rằng là vậy thì cô có thể cho tôi một cốc toàn đá được không? À, kiểu tôi nghĩ rằng là à, tôi sẽ lấy một cốc toàn đá đó và tôi sẽ đi ra ngoài mua Coca không đường từ một chỗ khác cho à, bạn gái của tôi kiểu khi mà mình hẹn hò đó thì mình sẽ là muốn làm bất cứ điều gì để gây ấn tượng với người kia đúng không ạ anh chị em biết nói như thế nào đúng không ạ thế nên à, tôi mới nói à, vậy tôi có thể có một góc toàn là đá thôi được không lúc đó cô ấy nói rằng là à, tôi xin lỗi tôi đã cố tìm nhưng mà không có không có cái món đó tôi nói rằng là tôi nói rằng là chắc chắn cô có thể làm được và thế là cô ấy lấy cho tôi một ly toàn là đá thế là tôi cầm ly đá đó và mua coca không đường ở một nơi khác cho vợ của tôi anh chị em thấy không? Tôi là người như vậy. Trong suốt nhiều năm, tôi là người rất hay nói, chắc chắn là bạn có thể làm được. Nhưng mà điều đó không bắt đầu từ tôi, mà bắt đầu từ Chúa. Ngài nói, chắc chắn là con có thể làm được. Điều số hai, một lối sống rộng rãi nghĩa là chúng ta cần phải liên tục gieo hạt giống. Trong vài tuần qua, Chúng ta đã ở trong loạt bài à, Gieo gì? Và một sư tốt đã dạy chúng ta rất là nhiều điều tuyệt vời giúp chúng ta hiểu được về việc gieo hạt giống. Tôi thường đo lường sự thành công trong một ngày của mình dựa trên những hạt giống mà tôi đã gieo ra trong ngày hôm đó, chứ không dựa trên những gì mà tôi đã thu hoạch được trong ngày hôm đó. Nên tôi là một người gieo giống có chủ đích. Anh chị em đã từng nghe về Johnny Abbasis, đúng không ạ? Đó là người đã đem cây táo đi trồng khắp nơi ở phía đông nước Mỹ. Và tôi cũng là một người như vậy. Đó là con người của tôi. Tôi là một người gieo hạt giống có chủ đích. Tại sao tôi lại gieo hạt giống có chủ đích như vậy? Câu trả lời rất là đơn giản. Tiềm năng của những gì mà tôi có thể có được trong tương lai dựa vào những hạt giống mà tôi đã gieo ở hiện tại. Nếu một người nói với anh chị em rằng tôi muốn có một vụ mùa bội thu trong tương lai, nhưng bây giờ họ không gieo bất kỳ hạt giống nào, thì anh chị em sẽ nhìn họ và nói, đó là một kẻ ngốc đất sẽ không tự mình kết quả được đâu anh cho em phải gieo hạt giống của mình xuống sự đảm bảo duy nhất rằng ngày mai của chúng ta sẽ tốt hơn ngày hôm nay là việc chúng ta cần phải tích cực gieo những hạt giống tích cực trong cuộc sống của mình cũng như của những người khác trong ngày hôm nay nên khi ai đó hỏi tôi anh nghĩ tương lai của tôi sẽ như thế nào tôi sẽ luôn nói với họ rằng tương lai của anh sẽ giống như một mù gặt của những hạt giống mà anh đang gieo trong hiện tại và mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày anh chị em mỗi ngày tôi làm năm việc một cách có chủ đích nhất quán và đều đặn mỗi một ngày những gì tôi làm mỗi ngày anh chị em cũng có thể làm mỗi ngày và nó sẽ khiến anh chị em trở thành một người gieo hạt giống tuyệt vời tôi trân trọng mọi người anh chị em sẽ không bao giờ gieo hạt giống xuống đất nếu anh chị em không trân trọng mảnh đất đó cũng vậy anh chị em sẽ không bao giờ gieo hạt giống vào cuộc đời của người khác nếu anh chị em không trân trọng cuộc đời của họ nếu anh chị em xem thường ai đó thì anh chị em sẽ không bao giờ gieo hạt giống vào trong cuộc sống của họ nên mỗi ngày tôi luôn trân trọng mọi người mỗi ngày tôi luôn nghĩ cách để thêm giá trị cho mọi người mỗi ngày tôi luôn làm những việc để thêm giá trị cho mọi người và mỗi ngày tôi khích lệ những người khác cũng thêm giá trị cho những người xung quanh họ Tôi làm năm điều đó mỗi ngày. Tôi sống như vậy. Ví dụ như sáng nay tôi thức dậy, tôi nhận ra là mình có thời gian, tôi dậy sớm, tôi đã chuẩn bị bài giảng này và tôi tự hỏi, tôi sẽ nói gì? Tôi có thể làm được gì? Tôi đã nghĩ về anh chị em, tôi đã nghĩ về cách mà tôi có thể giúp anh chị em hiểu được sứ điệp tuyệt vời về việc sống một lối sống rộng rãi cũng như cách chúng ta trân trọng con người. Chúng ta sẽ không bao giờ gieo hạt giống trong một mảnh đất mà chúng ta không trân trọng đó là những mảnh đất sẵn sàng nói rằng hãy mang tới hạt giống của anh chứ đừng mang tới nhu cầu của anh nhưng mà hầu hết mọi người đều nghĩ về nhu cầu cần được đáp ứng của họ mà không nghĩ đến những hạt giống mà họ có thể gieo ra nên tất cả những gì họ có thể nghĩ đến đó là đây là những gì mà tôi cần và tôi mong sẽ nhận được chúng chúng thực sự là những nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống của tôi hầu hết mọi người với tư duy thiếu thốn đều tập trung vào những nhu cầu của mình ý của tôi ở đây không phải là chúng ta không được phép có những nhu cầu thật sự trong cuộc đời của mình điều mà tôi muốn nhấn mạnh không phải là những nhu cầu của chúng ta mà là cách chúng ta suy nghĩ tôi không lên án anh chị em nếu như anh chị em đang có những nhu cầu cần được đáp ứng tôi biết rằng là tất cả chúng ta đều cần rất là nhiều điều nhiều nhu cầu ở trong cuộc sống này nhưng mà nếu anh chị em chỉ nghĩ về những nhu cầu thay vì hạt giống thì anh chị em sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự thịnh vượng mà anh chị em có thể có được trong cuộc sống. Đúng không ạ? Bây giờ hãy quên những gì mà Jones nói, hãy quên những gì mà một sư Todd nói. Đây là những gì mà Chúa Giêsu đã nói. Ngài nói rằng là hãy cho các con sẽ được cho lại. Nói cách khác, Chúa Giêsu nói nếu anh chị em cho đi cuộc sống của mình thì anh chị em sẽ được cho lại. Nghe có vẻ mang tính giao dịch quá, phải không ạ? Tôi cho đi cuộc sống của mình thì tôi sẽ được cho lại. Nhưng mà Ngài không chỉ nói, hãy cho các con sẽ được cho lại mà ngài còn nói rằng chúng ta sẽ nhận lại nhiều hơn rất là nhiều so với những gì mà chúng ta đã ban ra nói cách khác ngài nói rằng nếu chúng ta cho đi thì những điều đó sẽ được trả lại cho chúng ta tôi đã cho đi bây giờ tôi nhận lại được anh chị mời đây không phải là giao dịch có phải là tôi đã làm điều này và tôi nhận lại một điều khác với giá trị tương đương không ạ à? không ngài nói gì ạ ngài đang nói rằng khi chúng ta nhận lại Chúng ta sẽ nhận lấy nhiều hơn so với những gì mà chúng ta đã cho đi. Nên chúng ta đừng bỏ lỡ điều này. Vì sẽ có một mùa gặt dành cho chúng ta. Bao nhiêu người trong số anh chị em muốn sống thật là rộng rãi? Đến nỗi anh chị em sẽ liên tục có những lời chứng rằng Đức Chúa Trời ban cho anh chị em nhiều hơn những gì mà anh chị em đã dâng cho Ngài ạ. Thì tôi là đây là một bài kiểm tra IQ. Anh chị em thậm chí không cần phải là một cơ đốc nhân anh chị em không cần phải là một người học kinh thánh thật là giỏi để trả lời chính xác câu hỏi này, đúng không ạ? Chúng ta muốn sống một cuộc sống như vậy, đúng không? Bây giờ, nguyên tắc số 3. Sống rộng rãi, nghĩa là chúng ta thu hút mọi người đến với Đức Chúa Trời. Tôi không nghe thấy điều này thường xuyên được nói đến. Tôi sẽ nói qua điều này trong ngày hôm nay. Đó là một sự thật rất là đáng kinh ngạc. Khi mà Chúa Giêsu giảng trong bài giảng trên núi, Ngài nói rằng, các con sẽ là muối và ánh sáng của thế gian. Chúng ta biết muối làm cho mọi thứ tốt hơn và ánh sáng làm cho mọi thứ rõ ràng hơn. Nên về cơ bản, những gì Chúa Giêsu đang nói là chúng ta cần sống một cuộc sống có thể hấp dẫn người khác. Đây là những gì mà Ngài nói ở trong Matthew chương số 5. Hãy sống một cách rộng rãi bằng cách mở lòng ra với những người xung quanh, với dân tộc các con, với Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng rộng rãi của các con. Sau đó Phi-rơ trong Phi-rơ nhất chương số 4, câu số 10 nói: Hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Giêsu Christ và ngài sẽ nhận được tất cả mọi sự vinh hiển đó đúng không ạ? Nói cách khác, nếu anh chị em có một lối sống rộng rãi thì điều sẽ xảy ra đó là mọi người sẽ nhìn vào anh chị em và nói làm sao mà anh có thể sống rộng rãi như vậy làm sao mà anh có thể tốt bụng như vậy làm sao anh có thể ban cho như vậy sau đó họ bắt đầu nghĩ về đức chúa trời rộng rãi của chúng ta và đột nhiên chúng ta trở thành một chứng nhân về việc có một đức chúa trời rộng rãi ở trong lòng của chúng ta có một đức chúa trời ở trong chúng ta đó là một điều rất là vĩ đại anh chị em một lối sống rộng rãi khiến cho mọi người muốn tìm kiếm đức chúa trời những điều mà chúng ta là những cơ đốc nhân cần làm là chúng ta cần bắt đầu làm cho mọi người khao khát tìm kiếm chúa và ngừng làm cho mọi người tức giận chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với cuộc sống hiện tại tôi đang viết một cuốn sách với tiêu đề là lãnh đạo cấp tiến và nó sẽ ra mắt vào khoảng tháng 3 hoặc là tháng 5, đâu đó giữa chiến dịch. Thời điểm rất là quan trọng. Cuốn sách có tựa đề Lãnh đạo cấp tiến với phụ đề Kết nối mọi người lại với nhau trong một thế giới chia rẽ. Chúng ta đang thực sự rất cần những nhà lãnh đạo khỏe mạnh về mặt tinh thần. Chúng ta đang rất cần giữ mọi người kết nối lại với nhau. Chúng ta vẫn chưa xong đâu anh chị em. Tôi nhớ khi mà tôi còn làm một mục sư, tôi luôn muốn giúp cho hội thánh của mình kết quả. Họ sản sinh ra những bông trái của thánh linh. Các tín hữu thì trở nên hấp dẫn và rộng rãi. Kiểu tôi rất là cố gắng để có những tín hữu trong hội thánh của mình biết cách mỉm cười biết cách đối xử tử tế, lịch sự, rộng rãi, hào phóng với mọi người. Tôi muốn họ không chỉ nhận được sự cứu rỗi, nhưng mà cuối cùng tôi phải nói rằng, ít nhất anh chị em có thể tử tế một chút được không? Tôi uh, đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống một chút. Vậy hãy bắt đầu với việc là thực hành đắc nhân tâm chẳng hạn. Uh, anh chị em hiểu tôi muốn nói gì phải không ạ? Cách đây khoảng một năm rưỡi, thì tôi được mời phát biểu tại Đại học Quốc tế Columbia. Và đó là sự kiện dành cho khoảng 1.200 lãnh đạo. Họ tổ chức chương trình đó để dành cho những khách mời của trường đại học đó. Và họ muốn tôi chia sẻ về nghệ thuật lãnh đạo. Tôi nói, được. Tôi đến đó và họ nói rằng là, John, chúng tôi muốn ông nói về sự biến đổi. Thế là tôi đã chia sẻ về sự biến đổi. Tôi đã nói về muối và ánh sáng. Và tôi đã nói về đức tin chúng tôi đã bàn bạc với nhau về việc thay đổi chủ đề như vậy thì có tốt không? họ nói không vấn đề gì nhưng mà khi tôi bắt đầu chia sẻ thì tôi nhận ra rằng có một số người đến vì chủ đề lãnh đạo như vậy tôi vẫn chia sẻ về cách sống một cuộc đời thu hút một cuộc sống dư dật để qua đó mọi người muốn tìm hiểu thêm về đức chúa trời và sự kiện đó diễn ra rất là tốt đẹp tôi rất là vui vì điều đó nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là dường như mình đã treo đầu dê bán thịt chó nên cuối cùng tôi nói với những người ở đó anh chị em ơi tôi không được thoải mái lắm vì nếu như mà anh chị em đến để nghe về nghệ thuật lãnh đạo nhưng mà cuối cùng anh chị em lại phải nghe những điều này thì có lẽ anh chị em sẽ nghĩ là tôi đã không nhận được những gì mà tôi mong đợi nên tôi muốn nói với anh chị em là tôi rất là xin lỗi nếu tôi đã làm phiền anh chị em như vậy thì cuối giờ anh chị em hãy ở lại gặp tôi một chút tôi sẽ ở lại để nói chuyện với anh chị em bởi vì tôi muốn chắc chắn rằng mọi người đều cảm thấy thỏa lòng nên tôi đã ở lại một chút sau giờ nhóm và dường như là mọi người đều thỏa lòng cả. Nhưng rồi có một nữ quân nhân đã tiến lên để gặp tôi. Cô ấy nói một cách rất là lịch sự rằng là tôi rất là thất vọng. Tiểu Huy đã gửi tôi đến đây để học về nghệ thuật lãnh đạo. Đó là chủ đề chính của ngày hôm nay. Tôi đã đến vì mục đích này để tôi có thể trở về và dạy lại những kỹ năng lãnh đạo cho những người trong đội của tôi. Nhưng đây không phải là những gì mà tôi đến để nghe và học. Tôi nói rằng là cô nói đúng, tôi tôi rất là xin lỗi. Tôi nói rằng là để tôi bù đắp cho cô được không? À, tôi sẽ tặng cho cô chương trình huấn luyện online về nghệ thuật lãnh đạo trị giá 1.200 đô. Tôi sẽ tặng cho cô và cô có thể báo cáo lại với chịu huy của mình rằng khi tôi ở đó, tôi đã tặng chương trình này cho chúng ta và cô có thể huấn luyện đội nhóm của mình, thậm chí là có thể dùng nó để dạy trong đội nhóm của mình nữa tôi chia sẻ với cô ấy cách tổ chức như thế nào và sau đó ký tặng cho cô một vài cuốn sách tôi nói để tôi lấy những cuốn sách này và ký tặng cho cô tôi rất là xin lỗi vì cô đã đến để được học về nghệ thuật lãnh đạo mà tôi lại nói về những chủ đề khác và khi mà tôi đang ký tặng cho cô như vậy thì nước mắt của cô bắt đầu chảy dọc xuống cô ấy không phải là một cơ đốc nhân cô ấy tiến đến gần tôi và nói ông thực sự khiến tôi muốn tìm kiếm chúa tất nhiên tôi đã khiến cho cô ấy khao khát tìm kiếm chúa anh chị em cũng có thể làm cho nhiều người khao khát tìm kiếm chúa mỗi ngày trong cuộc sống của mình nếu anh chị em có thể cư xử tử tế với những bông trái của thánh linh và với sự tôn trọng mọi người nhưng tiếc nếu điều đó nghe có vẻ xa lạ với anh chị em thì hãy biết rằng đó là cách mà chúa giêsu đã làm nếu anh chị em muốn trở nên giống như chúa giêsu thì anh chị em cần phải trân trọng mọi người anh chị em nhận được gì không ạ chúng ta cùng xem tiếp nguyên tắc số bốn sống một cách rộng rãi có nghĩa là chúng ta nhận được nhiều hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng đây là điều được nói đến ở trong Kinh Thánh. Nên cho dù nó nghe có vẻ khó tin như vậy, nhưng tôi vẫn có thể đảm bảo với anh chị em rằng đó là lẽ thật ở trong Kinh Thánh. Châm ngôn chương số 11, có người rải của cải mình ra lại được nhiều hơn. Cũng có người quá keo kiệt nhưng chỉ được sự túng thiếu. Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng. À cho người uống nước, chính mình sẽ được nước uống. Đây là một điều rất là quan trọng. Bây giờ hãy đảm bảo rằng chúng ta cần phải có một động cơ trong sạch. Chúng ta không cho đi với mục đích để có thể nhận lại được. Nó không có giống như là một kiểu mua bán trao đổi, kiểu là à, tôi sẽ giúp anh để tôi có thể nhận lại được từ Đức Chúa Trời vào chủ nhật hoặc là thứ hai. Ồ, tôi rất là mong nhận được đó bây giờ đến lượt ngài ban phước cho con rồi chú ơi đến lượt ngài ban phước cho con rồi không 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 đó không phải là giao dịch gì ở đây cả đây không phải là sự dạy dỗ về việc giao dịch để nhận lại ơn phước đây là sự dạy dỗ về đức tin thực tế tôi đã từng nhận được một lá thư từ một trong những diễn giả về phúc âm thịnh vượng ông ấy nói rằng là nếu tôi gửi cho chức vụ của ông ấy một nghìn đô la thì trong vòng 30 ngày tôi sẽ nhận được 10.000 đô la. Và tôi nghĩ, Wow. Kẹo thơm đó chứ hả Sau đó tôi bắt đầu nghĩ rằng là Mình sẽ làm điều đó uh, Bởi vì uh, đó là một cơ hội rất là lớn mà một cơ hội rất tốt Nhưng mà rồi tôi nghĩ điều đó hơi ích kỷ Nên tôi đã viết thư lại cho anh ta Và tôi nói rằng Tôi không thể làm điều đó như vậy là quá ích kỷ Tại sao anh lại không gửi cho tôi một ngàn Lúc đó anh sẽ nhận lại được mươi ngàn Sau đó thì tôi không thấy hồi âm gì từ anh ta nữa. Một ngày nọ khi mà tôi đang ăn trưa với Angela Lawrence, đó là nhà bán lẻ hàng đầu của Apple, và tôi hỏi cô ấy là lời khuyên tốt nhất mà cô từng được nhận là gì? Thế là cô ấy nói rằng là khi mà tôi còn là một cô bé, thì cha tôi đã dạy tôi rằng con nên cho đi 6 phần và chỉ nhận lấy 4 phần mà thôi. Hãy cho đi nhiều hơn điều mà con có thể nhận được tôi thích điều đó cho đi sáu phần và giữ cho mình bốn phần rồi cô ấy mỉm cười và nói anh biết tôi đã nhận ra điều gì trong cuộc sống không đó là chỉ cần bốn phần là đủ rồi chỉ cần nhận bốn phần là đủ lắm rồi anh chị em thấy không ạ à? đó là nguyên tắc trao đổi mỗi người trên thế giới này đều sẽ để lại một điều gì đó và lấy đi một điều gì đó nên hãy để lại nhiều hơn những gì mà chúng ta lấy đi Bây giờ chúng ta hãy cùng xem những gì mà Chúa Giêsu đã nói trong sách Luca chương số 6 và câu số 38. Hãy cho các con sẽ được cho lại. Người ta sẽ lấy đấu lớn đông đầy nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con. Vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy. Một lần nữa, người có tư duy thiếu thốn thì sẽ chỉ nghĩ tới nhu cầu của mình còn người có tư duy thịnh vượng thì sẽ nghĩ tới việc gieo giống. Sống rộng rãi, nghĩa là chúng ta sẵn sàng nói có với những cơ hội, nghĩa là chúng ta liên tục gieo hạt giống, nghĩa là chúng ta thu hút mọi người đến với Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta nhận được nhiều hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Và điều số 5, sống rộng rãi, nghĩa là chúng ta sống cuộc đời mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho chúng ta. Đây là những điều mà Chúa Giêsu đã nói với chúng ta trong Matthew chương 5. Thế thì các con phải trở nên toàn thiện như cha các con ở trên trời là toàn thiện. Có thể nói như thế này, hãy sống ra điều mà Đức Chúa Trời của các con đã tạo ra các con. Hãy sống một cách rộng rãi và tốt lành với người khác theo như cách mà Đức Chúa Trời đã đối xử với các con. Điều này rất là quan trọng. Chúa Giêsu nói, chúng ta là dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chúng ta ở dưới quyền tể trị của Chúa Giêsu. Đây là một điều thực sự rất quan trọng khi tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng sở hữu tất cả mọi vật. Tôi từng nghe có người sử dụng minh họa như thế này, và tôi cũng đã sử dụng nó ở trong những buổi nhóm của tôi. Đó là trước giờ nhóm, tôi sẽ đưa cho ai đó tờ 100 đô la, và sau đó tôi sẽ nói về việc dân hiến. Và trong khi đang nói về việc dân hiến, tôi sẽ dừng lại và đặt câu hỏi rằng là Trưa nay tôi cần đưa một sư tôm và một sư tos đi ăn và tôi cần một ít tiền. Có ai ở đây muốn dân 100 đô la không? Thế là người đã có 100 đô la đó sẽ bước lên và đưa nó cho tôi. Mọi người đều nhìn vào anh ta và nói rằng là Ồ chú ơi, một sư John uh, kêu gọi dân 100 đô mà người đó đã bước lên và đưa cho một sư 100 đô la. Tại sao anh ta lại là người đầu tiên làm điều đó mà không phải là mình ha? Sau đó tôi đã giải thích rằng anh ta rất là dễ để đưa cho tôi tờ 100 đô la vì tờ tiền đó không phải là của anh ta. Tờ tiền đó là của tôi. Hãy nhớ rằng lý do duy nhất anh chị em tranh chiến trong việc dân hiến tiền bạc là vì anh chị em nghĩ đó là tiền của mình. Lý do duy nhất khiến anh chị em sống với một tư duy thiếu thốn là vì anh chị em chưa bao giờ đặt để Chúa thực sự làm chủ của cuộc đời của anh chị em anh chị em nghĩ rằng tất cả đều là của anh chị em. Nhưng mà điều đó không đúng. Rất nhiều lần tôi nói, nếu anh chị em kiếm được 800 đô la một tuần và tuần trước, thì bao nhiêu trong số đó thuộc về Chúa? Và khi ai đó nói là, à, 80 đô la, thì tôi nói tốt, anh chị em đã hiểu về việc dân một phần mười. Nhưng mà tin xấu là anh chị em không hiểu gì về việc quản trị và đầu phục Chúa. Nếu ai đó kiếm 800 đô la vào tuần trước, người đó cần phải hiểu rằng cả 800 đô la đó đều thuộc về Đức Chúa Trời. Nó không phải là khoản tiền của anh chị em, mà chỉ là khoản tiền mà anh chị em quản lý cho Chúa mà thôi. Nên anh chị em chúng ta chỉ là người quản trị cho khoản tiền đã được giao cho mình mà thôi. Nên chúng ta sẽ vẫn cứ mãi sống trong tư duy thiếu thốn, nên như chúng ta không chịu thay đổi. Chỉ khi nào chúng ta để Chúa thực sự là chủ của cuộc đời của chúng ta, thì lúc đó mọi thứ mới bắt đầu thay đổi nên tất cả chúng ta đều đã được thách thức rằng hãy ban cho nếu chúng ta chưa ban cho hãy dân hiến nếu chúng ta chưa dân hiến hãy dân hiến rời rộng nhất có thể và để tôi kết thúc với điều này tôi không muốn anh chị em nghĩ rằng là ồ oh, chúng tôi đã nhận được lời thách thức từ một sư tốt rồi bây giờ chúng tôi lại phải nhận được những lời thách thức từ một sư john nữa sao không không phải anh chị em đang nhận được những lời thách thức này từ chúng tôi nếu anh chị em nghĩ như vậy thì chắc có lẽ không đúng rồi anh chị em đang nhận được lời thách thức từ Đức Chúa Trời. Ngài nói gì? Sách Malachi nói, hãy đem tất cả phần 10 vào kho. Tại sao? Để có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, hãy lấy điều này mà thử ta. Đây là nơi duy nhất trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta thử Ngài. Và lý do Ngài yêu cầu chúng ta thử Ngài về tiền bạc là vì Ngài biết rằng lòng tham tiền bạc là sự trói buộc lớn nhất mà chúng ta cần phải được giải phóng dưới quyền tể trị của Ngài. Đức Sơ Va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ngài nói rằng, Ngài sẽ không chỉ ban phước cho anh chị em, Ngài sẽ làm hai điều cho anh chị em. Ngài sẽ ban phước và Ngài sẽ quở trách những kẻ cắn phá. Nên bây giờ, để tôi hỏi anh chị em một câu hỏi. Anh chị em có thể vỗ tay một chút. À, thời điểm là điều rất là quan trọng đúng không ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em sau khi nghe những câu kinh thánh trên tin rằng mình có một Đức Chúa Trời tuyệt vời, hào phóng và rộng rãi ạ? À. Điều đó thật là tuyệt vời đúng không ạ? À? Tôi đã thấy rất là nhiều người giơ cánh tay của mình lên. Bao nhiêu người trong số anh chị em muốn được trở nên giống Chúa ạ? À? Bao nhiêu người trong anh chị em muốn trở nên giống như Ngài? Đây là lúc chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Trời, đây là lúc chúng ta trở nên giống như Đấng Christ. Bao nhiêu người trong số anh chị em đã đưa ra cam kết cho việc gia tăng sự dâng hiến của mình. Dù anh chị em đang ở trong tình trạng tài chính như thế nào đi nữa, thì cũng không quan trọng. Nếu anh chị em đã cam kết rằng mình sẽ dâng hiến nhiều hơn nữa, thì hãy để tôi nhìn thấy cánh tay của anh chị em. Oh, đây là một điều rất là tuyệt vời. Bây giờ tôi muốn anh chị em sẽ làm một số điều. Nếu anh chị em quyết định sống với tư duy thịnh vượng thay vì thiếu thốn. Tôi muốn anh chị em chúng ta cùng nhau đứng lên và tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em ngay bây giờ. Tôi sẽ cầu nguyện để phước hạnh của Chúa được tự do tuôn chảy trên đời sống của anh chị em. Xin mời anh chị em đứng lên. Nếu anh chị em đang xem lại bài giảng này, anh chị em cũng hãy đứng lên. Hãy giơ tay của mình lên hướng về Chúa. Hãy nhớ rằng những gì mà Ngài có thể làm vượt trội hơn nhiều so với những gì mà anh chị em có thể cho đi. Cha ơi, Cha nhìn thấy những cánh tay này dơ lên. Ngài biết anh chị em con đang khao khát sống một đời sống rộng rãi, thịnh vượng. Tại sao chúng ta lại làm điều này? Bởi vì điều này giống với Ngài. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta trở thành nhân chứng cho sự tốt lành và tình yêu thương của Đức Chúa Trời và đáng cứu rỗi của chúng ta là Chúa Giêsu Christ. Chúa ơi, Giờ này con cầu nguyện xin Ngài tuôn đổ phước hạnh lên mỗi bàn tay đang dơ lên của anh chị em con. Xin Chúa ban phước cho anh chị em con và bày tỏ lễ thật của Ngài với chính anh chị em con. Con cầu xin rằng đây là thời điểm mà anh chị em chúng con sẽ bắt đầu học cách gieo ra, gieo ra, gieo ra và gieo ra để rồi mùa gặt có thể bắt đầu được đến trên đời sống của anh chị em con. Và chúng con tin rằng Đức Chúa Trời của chúng con là một Đức Chúa Trời tốt lành và hoàn hảo. Con cầu nguyện tất cả những điều này trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.